Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay là mấy tháng 12 nhỉ? 16 tháng 12 dương lịch các bạn. Bắt đầu đồng bắt đầu khô rồi. Đây, đồng khô hết, người ta bắt đầu cày bừa rồi các bạn. Bắt đầu cày bừa thì cũng bắt đầu đến thời gian anh em mình đi chăn di để bán cho dịp tháng riêng. Bán cho dịp tháng riêng thì giá rất chi cao. Không biết chỗ các bác giá cao như nào, chỗ em tháng riêng là 15.000 một con. Bất kỳ gì xẻ giá đều như thế, ra Tết cái là bắt đầu ấy, bắt đầu đánh bán. Đây thì hôm nay em giới thiệu lại cho các bác cái bãi chăn gì đây. Ra cái bãi này mỗi năm em đánh, đây là lưới hai cánh nhá các bác nhá. Lưới của em là 3m, 3m 1m4 một cánh. Gập ra gập vào 2m8. Đây. Tại vì là năm nào cũng phải phát cỏ, đâm ra rất chi nhiều cái cỏ đĩ này các bạn này. Phát rất chỉ vất vả mà dây riếc cũng nhiều. Này, thì năm nay đổ luôn sàn bê tông các bạn. Em nghĩ là các bác đi chăn gì chắc là mỗi em làm bãi kiểu này thôi. Mỗi em cái bãi này nó gần nhà em mà nên em mới làm được như này. Bây giờ chỗ này thì thợ đánh gì thì rất chỉ nhiều. Nói chung ở đây thì có khoảng 20 người đánh gì, cả đánh lý úp, cả đánh lý đùa. Đây hôm trước cái đàn ở đây không để ý cái ông chú ra đuổi phát hết luôn. Ông chú gọi là quen biết thôi thì ông cũng đuổi phát được hơn 200. Thì em vào để dành mãi để cho tự tụ đông vào đánh thì ông đánh mất thôi. Chú cháu không quan trọng. Nhưng đây giới thiệu lại cái bãi gì cho các bác. Đây các cái dèo này các bác này. Bãi gì mình phải làm dèo, di sẻ mình phải làm dèo nha các bác nhá. Đây làm dèo như này thì chim đến gái, khi buổi sáng chim đến nó sẽ đậu dèo, rỉa dọn lông, rỉa cánh, xong bắt đầu mình xuống ăn. Đấy, như ở chỗ em thế, như ở chỗ các bác thì không biết. Đây, nói chung năm nay dọn bãi sạch sẽ, trồng cả cỏ này để đánh hét luôn, để năm sau lấy cỏ đánh hét. Cỏ này cho bãi hét thì rất chi tiện lợi. Đây em đánh lưới hai cánh nha các bác nha. Đánh hét thì chỉ cần cho lưới vào hàng giữa này, chạy ra kia úp một má là ngon nhất. Còn giật thì em giật đằng này. Ra em giật cách bãi này chắc 10m. 10m. Hôm nay hoàn thiện xong một ngày công thôi các bạn. Ngày công cật lực mới xong được. Đấy, dãy cỏ cũng mất buổi sáng. Dãy cỏ này rất gì vất vả. Đấy bác nào chưa biết làm bãi hét thì bãi chim di thì đây, bác tham khảo ở đây. Nói chung là mình cứ dãy chỗ kín kín tí. Nhất nó đỡ động người. Thứ hai nữa là đỡ nhiều người biết. Còn đây là bãi này em đánh gần nhà thì em dậy luôn. Bãi này em vẫn đánh suốt. Em dậy luôn ở giữa đây. Đấy. Còn bãi các bác bây giờ chủ yếu anh em đi đánh lưới một cánh. Dậy bãi thì nó đỡ vất vả. Dậy bãi lưới cánh dài 2m, rộng 1,5m, 2m là ok. Giật lưới một cánh là ok. Đấy, đây là bãi hai cánh của em đây. Đấy, xin giới thiệu toàn thể các bác thế. Bác nào chưa biết thông tin chi tiết gì thì cứ có thể liên hệ em. Thì em biết đâu em hướng dẫn các bác đến đấy. Còn không biết thì anh em nào biết nhiều thêm thì có thể chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả anh em cùng đi đánh chim. Đấy, còn kinh nghiệm của em là làm như này. Nó rất chỉ hiệu quả. Sau em giải hết thóc, giải hết chấu xung quanh các bạn. Còn giữa hai biên kia thì em sẽ bắt đầu giải thóc. Đấy, để con chim nó ăn tụ vào. Con gì thì không cần phải đánh dài lưới, chỉ cần ngắn thôi cũng được. Tại vì nó ăn rất chỉ trụng. Đấy, lưới của em dài 3m. Đấy. Thôi, xin chào toàn thể các bạn nha. Hẹn gặp lại video lần sau. Bác nào cần lưới úp liên hệ em. Em cung cấp đầy đủ các dòng lưới úp, di sẻ, cu, hét đủ cả. Các bác nhận đặt hàng theo yêu cầu của các bác. Xin chào toàn thể các bác nha. Hẹn gặp lại video sau.